trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh xin mời quý vị đến với thành phố Anaheim, ngay góc đường Bò và đường Magnolia. Ngày hôm nay một ngôi chợ mới nữa cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ khai trương, đó là chợ ABC. Bây giờ thì chúng tôi thấy là hàng trăm bà con đồng hương, những quan khách đến để mà chúc mừng cho ngôi chợ sắp được khai trương này. Hiện diện trong các vị khách mời ngày hôm nay, chúng tôi thấy có thượng nghị sĩ Trần Thanh Nguyễn cũng có mặt trong ngày hôm nay. Chắc chị cũng có muốn vài lời để mà chúc mừng cho ngôi chợ này khai trương, có phải không? Dạ, Janet Nguyễn xin kính chào quý vị của Little Sài Gòn TV và rất hân hạnh cho chúng tôi tới đây bữa nay vui mừng với lại ABC Supermarket khai trương ở thành phố Anaheim, một cái trong thành phố của trong địa hạt 34 luôn, thưa quý đồng hương. So, rất là mừng là bây giờ mình thấy cộng đồng chúng ta đó không phải là chỉ có phải có cái chợ của mình ở trong một khu vực Little Sài Gòn không. Mình nó cái việc làm của cộng đồng chúng ta đó bây giờ nó expand ra khu vực Little Sài Gòn. So mình muốn chúc mừng anh Martin và gia đình đã mở được một cái tiệm thứ nhì ở trong quận Cam, và cảm ơn anh và gia đình đã mở trong địa hạt 34 luôn. Thêm chợ thì cộng đồng thêm phát triển, bảo mà kinh tế phát triển. Yeah. Phải nói là cái điều đó là mừng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Dạ đúng. Thế vì thế đó là thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn cũng có mặt trong ngày hôm nay nhân ngày khai trương chợ ABC tại thành phố Anaheim. Quý vị thấy thì cái không khí ở bên trong chợ trước giờ khai trương phải nói là rất là tưng bừng và vui. Ban giám đốc phải nói là đang được tất cả những quý vị dân cử và cũng như là khách mời, những thân hữu đến để mà chúc mừng cho ngôi chợ ABC được khai trương tại thành phố Anaheim. Và họ đang chụp những cái bức hình kỷ niệm một cái ngày phải nói là rất là trọng đại đối với hệ thống chợ ABC khi mà họ khai trương một cái chợ mới này với rất là nhiều những cái mặt hàng thực phẩm tươi ngon, và đặc biệt là mặt hàng hải sản rất là nổi tiếng ở hệ thống chợ ABC. Thưa quý vị, trước chợ ABC thì chúng ta thấy là 5 con lân đang xếp hàng để mà chờ đợi múa mừng khai trương. Và phía bên kia ở hàng ghế danh dự, chúng tôi thấy có sự xuất hiện của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng như là ông Tạ Đức Chiến và rất là nhiều quan chức ở thành phố Anaheim, và cũng như là khách mời quan trọng cũng đã đến để mà mừng cho cái sự khai trương của chợ ABC. Phía bên kia thì là chúng tôi thấy rất là đông bà con đồng hương, hàng trăm bà con đồng hương đang chờ đợi để là những người đầu tiên bước chân vào khai trương chợ cũng như là hưởng được những cái chương trình promotion đặc biệt, on sale đặc biệt trong cái ngày khai trương tại ngay góc đường Bo và đường Magnolia thuộc thành phố Anaheim trong cái ngày khai trương chợ ABC ngày hôm nay. Bây giờ thì đây là những vị khách đầu tiên đã bước chân vào chợ ABC để mà mua hàng. Thank you. Okay. Yeah, thank you for this beautiful store in Anaheim. God bless you and God give you the most. Wow. Okay. Vị khách đầu tiên đã nói lời cảm ơn đã có một cái ngôi chợ ở thành phố Anaheim này để bà con đi chợ thật gần. Đứa cô thấy ngôi chợ này như thế nào? Thì cũng vui thôi. Cô ở thành phố này không? Ở đây, ở dưới này. Wow, bây giờ có chợ ở đây thì tiện lợi không? Rồi, tiện. Tiện lợi quá. Wow, thưa quý vị, khách thuộc cộng đồng khác cũng như là những cộng đồng Việt Nam chúng ta thì cũng có mặt ở đây trong cái ngày và nói là mừng cho chợ ABC khai trương ngôi chợ mới này. How do you think about this market? Maria Serna, Colombiana, bonito, muy bonito, everybody is beautiful. Okay, mucho. Congratulations for everything. Và chúc mừng cho tất cả mọi chuyện, mọi người thì rất là vui vẻ trong cái ngày hôm nay khai trương chợ mới, cái đó là niềm vui. Và thưa quý vị, đây là những vị khách hàng đầu tiên cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cô thấy ngôi chợ mới này như thế nào? Đẹp, tốt, vui, đúng, đông. Bây giờ cô có cần phải đi chợ xa nữa không? Thôi, đi đây nè. Cô ở đây luôn phải không ạ? Rồi. Wow, những người khách hàng đầu tiên rất là mừng, vì họ mừng là ngôi chợ này họ không cần phải đi xa hết, ngay tại đây thôi đã có thể đến đây mua những cái mặt hàng rất là tươi ngon của chợ ABC. Chúng tôi thấy một chị nè, chị ở thành phố nào? Dạ, Anaheim. Anaheim, ngày hôm nay mở chợ ngay tại đây rồi, không cần phải đi xa nữa phải không? Dạ, em rất thích chợ ABC gần nhà.
những mặt hàng nào chị thường mua ở chợ ABC nè? Mua cá, mua thịt, mua rau. Dạ. Wow, bây giờ lại không cần đi xa nữa, tiết kiệm tiền xăng. Dạ. À, tiện lợi khi đi làm về tối ghé ngang chợ là có thể mua đồ được rồi. Dạ, em sẽ. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị chợ vui vẻ. Cái bây giờ phải nói là hàng trăm bà con đồng hương tiếp tục phải nói là đổ vào bên trong chợ ABC để mà mua những cái mặt hàng đầu tiên. Phần lớn đó là những cái mặt hàng được on sale trong cái ngày hôm nay. Gương mặt ai cũng mừng vui hết tất cả, không à, vì mừng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta có một cái ngôi chợ nữa cho cái sự lớn mạnh của cộng đồng Việt Nam. Mà những người ở vùng Anaheim, ở vùng lân cận này cũng mừng. Bây giờ lại đi chợ gần, không cần phải đi xa nữa, mà vẫn có những cái đồ ăn thức uống thuần túy Việt Nam để mà chế biến những cái món ăn phải nói là tinh khiết, bổ dưỡng cho gia đình. Bữa nay Giang rất là vui, bữa nay là ngày vui nhất trong đời của Giang, ngoài chờ ông xã mình. Chị thấy bây giờ đó là bà con đồng hương vô rất là đông, thì ngày hôm nay mình có những cái chương trình sale nào đặc biệt nè? Chương trình là bữa nay em nếu mà khách mua 30 đồng trở lên á thì sẽ được tặng quà, mua nhiều thì tặng nhiều. Chợ ABC này chắc cũng không có khác gì với cái chợ ABC ở Westminster, tức là hàng vẫn tươi ngon, bổ dưỡng, chất lượng, có phải không? Đúng vậy, mình quan trọng nhất là con ABC lúc nào cũng muốn làm chơi có uy tín, ủng hộ, bởi vì khách hàng mình lúc nào cũng hy vọng ủng hộ mình, tại vì mình thích là đồ tươi, đồ hàng ngày về thường xuyên. Quý vị thấy đó là chị Trang, nữ chủ nhân của ngôi chợ ABC nằm tại thành phố Anaheim, ngay góc đường Bo và đường Magnolia thuộc thành phố Anaheim. Quý vị đến chúc mừng cho anh Martin, chủ nhân của chợ ngày hôm nay. Chúng tôi thấy có thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là anh Quế là chủ nhân của chợ Sài Gòn City Marketplace. Hi Martin, congratulations. You want to say something to our audience and your customer? Thank you for supporting us and thank you for continue supporting us. And I'm very honored that the mayor of Westminster is here with me today. Anh Chí xin cũng có vài lời chúc mừng cho chợ ABC. Chúng tôi xin đại diện thành phố Westminster xin được chúc mừng với anh Martin mở thêm một ngôi chợ mới ABC tại thành phố Anaheim. Hôm nay rất là vui có hai ông chủ chợ cũng là chợ tại thành phố Westminster ABC với lại Sài Gòn City Marketplace, và cũng rất là vui thấy được đồng hương Việt Nam của chúng ta đến đây rất là đông ngày hôm nay để chúc mừng cho ABC. Xin mời anh Quế. Dạ, thì Quế cũng đại diện cho chợ Sài Gòn City và chúc anh Martin của chủ chợ ABC mở đấu thành công và mở thêm được nhiều chợ trong tương lai. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút mà tất cả những cái gian hàng bên trong chợ ABC, đặc biệt là những cái gian hàng thịt nè, tươi sống, rồi thì là có bên kia cá nữa, đã đầy kín bà con đồng hương gọi là chờ đợi để mà các nhân viên của tiệm của chợ phục vụ cho khách hàng. Ồ, đông nhất là hàng cá đằng kia vậy ơi, đông quá, phải nói là cả trăm người luôn. Wow, xếp hàng chờ đợi để mà tới phiên mình được chọn cá để các nhân viên làm cá. Wow, ngày hôm nay có thể nói là một cái ngày vui, bà con đến ủng hộ, gương mặt ai cũng vui vẻ hết vì mua hàng mà còn được có quà tặng nữa. Chúc mừng, chú thấy ngôi chợ này như thế nào? Dạ, rất là đẹp mà rất là sạch, mới và rất là khang trang. Wow, chú ở thành phố nào? Dạ, tôi ở thành phố Garden Grove. Garden Grove mà qua đi đi chợ luôn. Dạ. Thưa vị, ngôi chợ này thì như chú ở Garden Grove thì những thành phố lân cận Garden Grove, Anaheim, Fullerton vân vân đều có thể đến đây đi chợ, cũng không có xa lắm, trục đường chính là Magnolia ngay góc đường Bo rất là gần. Và bây giờ sau lưng Phạm Thanh đó bà ơi, bà con đang lựa cá rất là đông, thật rất là khó khăn chúng tôi để mà chen vào đây để xem bên này có cá gì đây. Wow, cá bông lau, cá chim, cá rô, đủ loại cá hết cả. Các nhân viên thì bây giờ đã bắt đầu tất bật rồi, ai cũng phải lo để mà làm cá, chiên cá cho khách hàng, phục vụ thật là nhanh chóng. Theo như là phương châm của chợ ABC là nhanh chóng, tiện lợi cho bà con đi chợ thật là nhanh để mang về chế biến những cái bữa ăn trong gia đình trong cái ngày hôm nay. Đông vui quá thưa quý vị, không khí ngày đầu tiên khai trương chợ ABC tại thành phố Anaheim. Như vị thấy thì ở cái gian hàng Food to Go, do những thức ăn đã được chế biến sẵn thơm lừng, bà con đến giờ trưa rồi cũng đã vào đây mua, và ở đây có những chiếc bàn nhỏ, thành thử ra là khách hàng sau khi mua những cái đồ ăn Food to Go rồi đó thì là có thể ngồi ở những chiếc bàn này và ăn ngay. Phải nói là gian hàng này cũng khoảng một chục bà con đồng hương, khách hàng đến để mà chọn lựa những cái món ăn rất là ngon. Chúng tôi thấy có cá kho nè, tôm rim, có miếng xào, nói chung là những cái món ăn rất là ngon, rồi có canh nữa.
không ạ? Các nhân viên ở đây phải nói là cũng rất là bận rộn để mà phục vụ những cái món ăn to go đến cho khách hàng. Như vị thấy thì chợ ABC mới đó thì là phải nói là các cái lối vào khá là khang trang. Ngay bên tay phải khi mà chúng ta bước vào chợ thì đó là gian hàng rượu. Wow, hàng trăm những cái loại rượu, trà, Super Loto thì khách hàng đều có thể mua ở đây được hết tất cả. Rồi thì là các cái quầy tính tiền, các nhân viên được huấn luyện rất là chuyên nghiệp, phục vụ rất là nhanh chóng. Chúng tôi thấy có 9 cái quầy tính tiền ở đây, bà con đồng hương ra không có cần phải chờ đợi lâu, được tính tiền rất là nhanh chóng, thuận lợi. Và đặc biệt ngày hôm nay là mua trên 30 đồng, tất cả các món hàng đều được on sale hết. Thành thử ra bà con đi chợ rất là đông, các nhân viên tất bật nhưng mà cũng vui, mừng cho ngôi chợ mới.